Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau 8 tháng, kinh doanh bất động sản tiếp tục đứng thứ 2 về thu hút đầu tư với tổng vốn FDI đạt 5,9 tỷ USD, chiếm 24,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Cụ thể, tính đến đầu tháng 9, cả nước có 1.918 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký cấp mới 13,48 tỷ USD, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2017. Đồng thời, có 736 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 5,58 tỷ USD, bằng 87,2% so với cùng kỳ năm 2017. Bên cạnh đó, có 4.551 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp gần 5,28 tỷ USD, tăng 50,9% so với cùng kỳ 2017. Cũng đến thời điểm đầu tháng 9, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 11,25 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2017.